Cách đây tôi nhớ không nhầm là 6 năm khi phỏng vấn huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam, anh có chia sẻ rằng là khoảng cách của bóng đá Việt Nam với bóng đá châu lục ấy, nó không nằm ở đôi chân, nó nằm ở cái đầu. Ý anh lúc đấy là nói về vấn đề là các cầu thủ chúng ta về mặt tư duy, chiến thuật, tư duy khi mà xử lý những tình huống ở trên sân nó không theo kịp với các đồng nghiệp ở khu vực châu Á. Vậy sau 6 năm bây giờ cái nhận định đó của anh nó như thế nào và nó đã được rút ngắn một chút nào hay chưa? Tôi cũng vẫn bảo lưu quan điểm của mình, nhưng mà tôi cũng muốn chia sẻ thêm một tí. Cái đầu ở đây, cái đầu tôi muốn nói đến ở góc độ nó lớn hơn, góc độ vĩ mô hơn. Đó là cái đầu ở cái cấp quản lý, những nhà quản lý, những ông chủ đội bóng. Họ chưa thay đổi, họ chưa thay đổi. Và chúng ta thấy là chúng ta nhìn toàn cảnh bức tranh của bóng đá Việt Nam, chúng ta biết rồi. Một đội bóng, một câu lạc bộ mạnh họ cần những cái gì, một đội bóng mạnh họ cần có một cái hệ thống đào tạo trẻ như thế nào, một câu lạc bộ mạnh họ có cái đội ngũ huấn luyện viên chất lượng ra sao. Chúng ta chưa thấy thay đổi. Đó là một cái điểm tôi cho là mấu chốt. Nói về sức mạnh của một nền bóng đá thì rõ ràng giải vô địch quốc gia, các câu lạc bộ nó vẫn là xương sống, là nòng cốt. Tuy nhiên, chúng ta sẽ nói điều đó ở phần sau chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một cái nhận định như thế này. Nhiều người cho rằng là trong 5 năm vừa rồi, 5 năm dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam gặt hái được những cái cột mốc rất là ấn tượng là do chúng ta có một thế hệ cầu thủ nó đặc biệt xuất sắc. Xuất sắc ở đây là ở góc độ là đồng đều và tập trung vào cùng một thời điểm. Đây cũng là cái lứa cầu thủ mà anh đã dẫn dắt để tham dự vào chung kết U20 World Cup. Anh nghĩ sao về về các học trò của mình, về cái nhận định vừa rồi? Chúng ta đi ngược lại thời gian một chút. Như ban đầu chúng ta nói, bóng đá Việt Nam bắt đầu quay trở lại hội nhập với khu vực và châu lục ở những thời điểm thập niên 90. Dạ. Thì so đến bây giờ thì tôi nghĩ rằng là bóng đá bây giờ được đầu tư rất là nhiều. Đầu tư về cơ sở vật chất, đầu tư về nhiều thứ nữa. Và trong đó có cái khoa học, có cái chất lượng, có cái sự hiện đại trong bóng đá. Nhưng mà rõ ràng cái thành công của thời điểm mà người tiền nhiệm của Philippe Jouzier đó, thì nó rất may mắn là chúng ta thường thường nói đến cái thiên thời địa lợi nhân hòa. Chúng ta có hai cái lứa cầu thủ rất là tốt, lứa cầu thủ của Học viện CMG Hoàng Anh Gia Lai và cái lứa cầu thủ mà chúng ta đã tham dự cái kỳ U20 World Cup đầu tiên. Đó, hai cái thế hệ cầu thủ đó nó nằm ở một thời điểm là khi thế thì huấn luyện viên trưởng chúng ta có một cái lực lượng rất là dày và có một cái đội ngũ kế thừa rất là tốt, đặc biệt là chất lượng từng cầu thủ ở cái thời điểm đó rất là tốt. Chính vì thế chúng ta có những cái gặt hái, chúng ta nên gọi là những cái gặt hái nhất định trước mắt rất rất là đáng mong đợi. Dạ. Như vậy là chúng ta có thể thấy trong quãng thời gian vừa qua, có lẽ chúng ta hãy dùng một thập kỷ đi để đánh giá thì bóng đá Việt Nam có những bước tiến, có những sự tiến bộ. Về mặt chuyên môn thì chúng ta có một lứa cầu thủ tương đối dày để có thể chinh phục những gọi là trận đấu, chính xác hơn là đấu trường ở khu vực châu lục, có những chiến thắng rất là ấn tượng trước những đội bóng gọi là hàng đầu của châu Á luôn. Và đó là một trong lý do khiến cho người hâm mộ rất mong muốn rằng bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ vươn ra châu lục trong thời gian sớm. Và quý vị và các bạn thân mến, có lẽ để vươn ra châu lục một cách bền vững thì cái việc góp mặt thường xuyên ở đấu trường cao nhất cấp độ đội tuyển quốc gia như Asian Cup và liên tục có thành tích tốt ở đấu trường khu vực như là AFF Cup cũng là điều vô cùng cần thiết. Bây giờ chúng ta cùng xem sự tương phản của thành tích đội tuyển Việt Nam các cấp độ giai đoạn từ 2018 đến 2021 và từ 2022 đến thời điểm hiện tại như thế nào để chúng ta phần nào hiểu vì sao người hâm mộ lại thất vọng đến như vậy. Bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, có những chiến tích mang tính lịch sử. Những thành tích mà ông Park làm được bao gồm một chức vô địch AFF Cup, hai tấm huy chương vàng SEA Games, một ngôi á quân U23 châu Á, top 4 ASEAN, top 8 Asian Cup và lần đầu tiên vào đến vòng loại thứ 3 World Cup. Những thành tích nổi bật đó là sức ép rất lớn với huấn luyện viên Philippe Jouzier. Thực tế cho đến hiện tại, trong năm đầu tiên tiếp quản vị trí U23 và đội tuyển Việt Nam,
huấn luyện viên người Pháp vẫn chưa thể đạt được những thành công như người tiền nhiệm. Giải đấu chính thức đầu tiên của ông Chu Jie chính là SEA Games 32 tại Campuchia vào năm ngoái cùng với đội tuyển U22 Việt Nam. So với lực lượng và chất lượng của cầu thủ 2 năm trước đó đều đã giành huy chương vàng, U22 Việt Nam của Chu Jie không thể sánh bằng và việc họ dừng bước ở bán kết trước khi vượt qua U22 Myanmar ở trận tranh huy chương đồng được coi là thành tích chấp nhận được với bối cảnh hiện tại của bóng đá Việt Nam. Còn tại Asian Cup 2023, giải đấu chính thức đầu tiên ở cấp độ đội tuyển, đội tuyển Việt Nam đã bị loại sau vòng bảng với 3 trận toàn thua trước Nhật Bản, Iraq và cả Indonesia, đối thủ vừa tầm với chúng ta. Một thông số có thể coi là thay đổi cực kỳ rõ rệt nếu như chúng ta so sánh đội tuyển Việt Nam ở thời kỳ lọt tới vòng loại cuối cùng của một kỳ World Cup và đội tuyển quốc gia ở thời điểm hiện tại. Có lẽ đó là độ tuổi trung bình. Anh Hoàng Anh Tuấn ạ, khi mà độ tuổi trung bình của đội tuyển quốc gia ngày một trẻ hóa, điều đó phản ánh một nền bóng đá như thế nào thưa anh? Cái độ tuổi trung bình của một đội tuyển quốc gia càng ngày càng thấp đi thì nó biểu hiện cái nền bóng đá đang phát triển. Chúng ta luôn luôn có một cái đánh giá, một cái nhìn nhận giống mình gọi là cổ lỗ sĩ, tức phải già, phải lớn tuổi mới nhiều kinh nghiệm. Nhưng rõ ràng là trẻ hóa có nghĩa là nền bóng đá đang phát triển, các cầu thủ trẻ đang thay thế được những thế đại hành lớn tuổi hơn. Cái sự phát triển đó nó sẽ chỉ được coi là phát triển nếu như nó tương ứng với thành tích mà đội tuyển quốc gia mang lại, đúng không ạ? Chắc chắn là như vậy. Ở đây chúng ta đang nói về cái nhìn nhận chung. Dạ. Nhưng chúng ta đi sâu vào cái chất lượng thì chúng ta phải đem lên những cái cụ thể, tức là cầu thủ trẻ đó có đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn của bóng đá hiện đại hay không, những cầu thủ đó có phong độ tốt hay không, những cầu thủ đó có thể đáp ứng được về mặt chuyên môn theo cái chiến lược ngắn hạn, dài hạn hơn hay không thôi, và những cầu thủ đó có thể đem đến những cái kết quả như mong muốn hay không, đó mới là cái yếu tố quyết định. Dạ. Một góc độ thuần chuyên môn thôi, khi theo dõi đội tuyển quốc gia Việt Nam thi đấu ở Asian Cup vừa rồi với một lứa tuổi trẻ có rất nhiều những cầu thủ nổi bật trong đội hình chính mà thậm chí còn dưới cả 20 tuổi nữa, anh thấy họ đang thiếu điều gì để có thể hướng tới được những cái thành tích tốt hơn? Quả thật là cái Asian Cup vừa qua chúng ta cũng có những cái điểm sáng nhất định. Có một số cầu thủ tuổi đời rất là trẻ đã thi đấu gọi là một cái hình ảnh rất là mang đến nhiều hy vọng cho người hâm mộ. Tôi cũng không muốn nhắc tên cầu thủ nào ở đây. Được. Nhưng rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận một cách tổng quan, chúng ta thiếu rất nhiều.